Chưa xong à? Chưa. À, thế phải giá từng cái một nhỏ lại à? Ừ. Cô trồng gừng à? Ờ. Có được ăn không? Có chứ. Gừng chết hết được chứ? Ờ chứ. Không chết à? À, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay á là Trà San đang có mặt ở nhà em cô. Và Trà San đang tại đây thì thấy cô đang vác một cái bao tải phân chuồng á, phân chuồng con trâu á đi để vào giao thì phải. Để giao hay để cái gì ạ? À chắc là mang đi để giao. Cô để giao à? Ừ. À đây để anh mở cho cô đổ vào. Đây đi vào này, đi vào như cô đổ kiểu gì? Cái gì? Đi đi vào chỗ này, đi vào đây. Chỗ này cơ. Chỗ này mới dễ vào này. Mở chỗ này. Đổ nhiều quá dao là chết đấy. Phải. Đổ vừa vừa thôi, chưa? Ừ, đổ thì đổ vừa vừa thôi, còn đổ nhiều là dao chết đấy. Không có đâu. Không có. Ừ. Đây này, vào từ đây. Đây. Có. Không có. 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 Cái gì? Mang về đây đổ để phân thì để vào đây chứ. Ngu ngu tỉnh ra cái đồ bà mà sao. Dao ra hết rồi. Hết cái đã được. Ôi à. Chết hết dao của anh rồi. Thế chỉ đặt khóc thôi. Khỏe. Nửa bao tải. Nửa bao tải. Nhớ ký là không có, nhớ chưa? Sao nhớ ký không có? Không có, lời mà chết thôi. Ngủ thì ngủ vừa, nhớ chưa? Đáp lên như thế giao làm sao ra nữa. Ngủ thì ngủ vừa thôi đấy. Ngủ đáp lên giao thế giao không ra đâu. Ừ. Tụi nó ao giống như đáp lên như này thôi, mấy đứa cứ để nó ủ, mấy đứa trồng lại thôi. Cái gì mà? Này nó không được ăn đâu. À. 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 Nên làm phết đấy chứ nhỉ? À. À, trời chuẩn bị mưa rồi. Trời mưa là không cần phải tưới rau hả? À. 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 Nói theo mình chứ. Nó chính xác là mình theo nó chứ không phải là... Chính xác là mày theo ý đó. Ờ. Sao mày ý thế này đấy? Hả? Sao mày ý thế này? Ai ý? Tôi không biết mà. Cái này con châu ý mà. Không phải ông châu ý đâu. Đây dao ra hết rồi. Đây dao cải mèo đấy. Tôi không biết anh. Anh bảo dao cải mèo. Thằng đấy chủ bó tình yêu của tôi chữa mặn cho mình. Cô đang làm gì đấy? Tôi có bệnh chết đấy anh ạ. Có bệnh à? Có khi là tốt đấy, chỗ này giao khi tốt đâu. Đây là cô thấy đất không tốt là cô lại lấy phân để vào ấy. Ừ. Đất này chắc chắn là không tốt rồi, trừ khi là lấy cái phân chuồng để vào thì trồng đốn vụ. Ở không là không trồng à? Không có đâu. Nói chung là cô cũng có kinh nghiệm đấy. Không có đâu. Được rồi. Chưa xong à? Chưa. À, thế phải giá từng cái một nhỏ lại à? Giá mà. Phải nghiền nát ra đấy. Nghiền nát ra để tơi xốp. Tôi bảo là gì? Hả? Không có gì. Thế mà anh ngu thế chúng ta. Cách trồng rau gọi là như thế này là không được ăn đâu. Nhưng mà thôi mình cứ để cô làm để cho quen thôi. Để cho quen sau này. Tức là mỗi cái quen thì sẽ không còn lười nữa. Không còn sinh ra là tức là mình một vốn dĩ là
cái công việc gì mình cũng làm quen rồi á, cảm giác là giống như những người chăm chỉ á, hay làm nhiều rồi sẽ không muốn ở lại á, thì dần dần sẽ khắc quen. Dần cái gì mà dần sao đây? Được rồi. Đau nhức, đau tim nhất rồi với tôi ấy. Đau tim á? Cô đau tim á? Để cái này vào, để cái này vào con mình móc vào đấy. Bà đừng có trộm lớn sinh nhất của em chứ. Giờ là đi lấy à? Cô? Là đi lấy nữa à? Là đi lấy à? À. Làm nó không sợ bẩn, đi lấy luôn đấy. Không có đâu mà. Không có. Không mang bao tải à? Hử? Thế cô không mang bao tải à? Không mang bao tải à? Đây, vào đây anh cho bánh mì ăn. Cô ơi, anh cho bánh mì ăn xong ha. Anh cho bánh mì ăn xong, lát nữa thì giặt cái chăn nhá. Đây, còn quả trứng thì cho em. Em phải giặt chăn nhá. Nhá. Tí nữa giặt chăn không? Có giặt đúng không? Phải giặt chăn rồi là làm những công việc nghe lời anh nhá. Này, 10 quả. Tí nữa nấu ăn rồi nấu cả cho con trai ăn nhá. Để chỗ nào đấy khóa họ, chìa khóa hòm đâu? Không khóa hòm vào người ta lấy trộm đấy. Tí nữa ca trả lấy hết à? Có khóa. Thế thì mang đi để vào khóa vào. Đây, cái này xé một nửa cho cô, một nửa tí nữa để cho con trai. Đi rửa tay đi. Đi rửa tay, vừa nãy vừa làm xong. Đây đây anh cầm cho, để đây tí nữa vợ. Đi rửa tay đi. Múc nước rửa tay. Rửa tay hết sạch sẽ đi, không vừa mới đi múc phân xong. Phân xong không rửa tay là. Này. Mang đi cất vào hòm đi. Đi. Để đâu? Đâu xem nào, để đấy tí nữa mất đi thì sao? Này. Để một tít này đi cho con trai nhé. À xin chưa? Không có xin á? Đây. Xin. Xin chưa? Này, xin anh cho cái bánh. Em xin. Này đi em xin. Cái gì? Em xin. Không nói thì để lại đây. Không nói thì cho cái quả trứng thôi nhá. Thì tất cả những cái quả trứng mà thức ăn các thứ là cho Sana trích tiền của cô anh Lưu ở Mỹ để mua, bởi vì cô cũng có gửi tiền để cho San mua đồ ăn thức uống cho hai mẹ con á. Quả trứng ở đây thì đây cô cất quả trứng vào. Cất đâu? Khóa cửa vào, không khóa hòm vào tí nữa. Không khóa hòm vào tí nữa ca trả lời hết à? San sẽ để cho cô luôn, bởi vì sợ là để ui rồi để đấy thì tí ca trả lời hết. Để đấy thì không để nữa. Đây không để nữa, đây đây. Không để mà. Anh cất cho. Để vào hòm ấy. Để vào hòm khóa và chìa khóa đâu. Đã mất cái khóa rồi. Dọn dẹp lại cái giường đi. Cô. Quét hết cái này xuống. Cái này ai làm bẩn như này? Tao không biết. Thì giường mình mà, giường mình sao lại không biết. Nhặt hết. Nhặt hết mang đi vứt đi. Vứt vào đấy mang đi vứt đi. Sao mà có ý kiểm sao đấy? Đây này, hai cái áo, ba cái áo này mang đi giặt đi. Nhặt bên trên giường thôi, bên dưới không cần nhặt.
mà có chuyện để làm gì không? Đây này cô này. Cái gì? Mấy cái áo này mang đi giặt đi. Nhặt hết luôn cái này đi. Nhặt hết luôn cái này. Cái gì? Cô là một người rất là sạch sẽ đó. Sau này sau khi mà hoàn thiện hết thì mọi cái như kia, những cái chăn chiếu cũ này mình sẽ, với tất cả những cái gì cũ mình sẽ không dùng và sẽ dùng toàn bộ cái mới hết. Sau đó là bắt đầu ngăn nắp từ đầu tiên, từ bắt đầu đầu tiên là chuyển đi ở là sẽ là đầu tiên phải ngăn nắp luôn. Nhặt hết sạch rồi, những cái áo này có mà không? Có đấy. Có thì nhặt đi. Nhặt đi để bên kia giặt. Nhặt lên. Hả? Cái áo này có mà không? Hả? Quần đấy có mà không? Không có mà. Không. Có. Quần áo màng thì mang đi giặt đi. Ừ. Nhá. Cái gì? Mang đi giặt đi. Không có chuyện đấy sao mà cô giáo? Cô giáo bảo phải nghe. Có chuyện đấy sao? Nhá. Cái gì? Anh là cô giáo bảo phải nghe nhá. Mang hết đi giặt đi. Được không? Gì? Mang hết đi giặt đi. Giặt đi. Trứng để đâu? Trứng. Trong hòm à? Trứng đâu? Cái gì? Quả trứng đâu? Không xin đòi làm gì? Cái gì? Xin thì thôi, anh xuống dưới kia xem. Xem các... các chú làm công trình. Và tiệt thể thì như Chéo San đã nói đấy, toàn bộ những cái không cho, cô không xin. Toàn bộ là những cái gì liên quan, giả sử như là đồ mới thì sau này mình sẽ tính sao hết nhá. Đồ cũ thì mình sẽ chú bà Sa. Anh chú bà Sa à. Đó. Đi đi xuống dưới kia đi. San sẽ lấy toàn bộ là cái mới hết cơ. Để mình sẽ bắt đầu ở một cái cuộc sống mới cho cô là khác luôn đấy. Mấy nữa bảo em trai chở đi bệnh viện nhé. Nhá. Ừ. Mấy nữa đi thành phố không? Đi đi. Đi thành phố ai tóc đi. Yeah. Không đi. Em không ăn tao à? Tôi không biết sợ. Mồm để làm gì? Tôi không biết sợ. Mồm để ăn cơm à? Mồm này để làm gì? Mồm thôi. Mồm phải để nói ăn cơm. Xin. Tôi không biết mồm mà. Bỏ mồm cô mà. Ý chứ ra mồm như mà mày. Khổ nhỉ, bây giờ đưa đi bệnh viện cũng khó đấy ra nhỉ. Khó, chở đi lâu chở. Không, nếu mà giả sử mình bảo đi chợ, nhưng mà đi đến chợ thôi bảo là đưa vào viện chắc là biết đấy. Có lúc nó còn về bộ nhớ, kiểu không cho nó về. Nó biết đường mà. Ca có khi đưa đi bệnh viện khám được. Ca được. Khó khăn. Còn đi vào bệnh viện tâm thần chứ không phải đơn giản đâu, mà vẫn gia đình phải có tiền mới vào được đấy. Không có tiền đâu. Ừ. Chính như thì không có được đâu. Cô đi đảo xi măng. Không đảo đâu. Đi đảo hộ em sao? Đi đi. Anh ấy thì vừa á. Đi đi. Đảo sao? Đảo xi măng hộ em trai nào. Không có. Nhanh. Đây, đây thì... Thế thì xốt vào cái xô. Cái gì? Xốt vào cái xô như này này, anh dạy cho em làm nhé. Cái này đầy rồi à? Đầy rồi. Đây này. Cái này chưa đâu, còn... Đảo ra ra là xốt vào đây. Nhé. Ở đây, sau đó đảo xốt vào đây nha. Đợi một tí, em cho mang đi là... Bỏ lấy xô về đây cho cô, cho chị xốt vào đi. Không có đâu. Phải làm. Sai nhiều đấy. Ai sai nhiều? Ai sai nhiều? Cái gì? Ai sai nhiều? Không có mà. Không có thì không nói nữa mà. Sao không có vẫn nói làm gì? Cái nào? Anh nhiều quá vậy sao chứ? Ở đây nha, ở đây tí nó đảo cái này nha. Tí nó sút vào nha.
Hôm nào cũng ra đảo một mình đấy đúng không? Vâng, kiểu là con lúc thì các anh kia về giúp mà, kiểu là lúc 5 người ấy. À, đúng rồi, 5 người thì bọn mình phụ không kịp đâu. Bên dưới này còn chưa chắt này. Đây thì làm xong xuôi hết chắc là ở bên còn duy nhất ở cuối thì sẽ làm. Tất cả những cái khu vực xung quanh chắt xong thì mình thấy là rất là kín. Hôm nay có chắt xong bên trong không? Không đâu. Không được à? Hôm nay được 2 phòng làm căng rồi. Ừ. Nếu hai anh em không về thì chắc được đấy. Nhất hai người đi rồi. Lại sắp trưa tới nơi rồi nhỉ? Phòng này thắp bóng ở đây nhé. Thắp bóng khu này. Ừ. Nghĩa là không, bây giờ nói chung là cứ có số đo thì đưa số đo đây, mình chỉ có việc đi đạt thôi. Còn là thợ đưa số đo thì sau này sai thì thợ tự sửa. À, bây giờ là tình hình hiện tại là đang sẽ là xem nào, 3 cửa sổ với phòng ngủ thì thời gian đang tính không biết là nên lắp hết tất cả các phòng hay là nhưng mà không, ý là không biết là các tất cả các cửa phòng đều lắp hết hay là lắp của cô thì phải lắp rồi, còn của tất cả đều lắp hết hay là... Nếu không có điều kiện người ta cũng chả lắp đâu ạ. Không biết là lấy cái cửa gì. Giao nhỉ? Nên lấy cửa gì nhỉ? Thế á? Giao thích cửa gì? Cửa nhôm thì nó đẹp nhưng mà cửa nhôm thì nó không chắc. Nhôm thì... Cửa gỗ. Hả? Cho gỗ mà, cửa gỗ được không? Cửa gỗ đắt lắm. Gỗ mấy phát thì đi rồi. Gỗ thì riêng cái nhà này nó phải đi đến gần tầm 30 triệu đó. Cửa gỗ đắt lắm. Cả tổng cục cả cửa sổ thì... Là cửa sắt hoặc cửa nhôm thôi. Cửa nhôm thì sợ nó không... Cửa nhôm thì nó hay vỡ kính nhỉ? Cửa sắt thôi. Cửa sắt, cửa sổ này thì cửa sắt không đẹp lắm. Cửa sổ cửa nhôm á? Có khung vào thì cũng sợ đó mà. Cửa sổ thì nó cao, không sao đâu. Nhôm cũng được. Nhôm, nhôm đen nhỉ? Nhôm đen hay là nhôm? Trong phòng cửa phòng này thì lấy cửa nhôm cũng được. Ở ngoài kia lấy cửa sắt nhỉ? Cửa chính là cửa bếp. Cửa chính cửa bếp là cửa sắt để cho người ta khó vào. Cái gì như là muốn phá nó cũng khó. Cửa sổ đây cho cửa nhôm không thì hoặc không vào. Không sắt thì phải mua chứ. Hả? Không sắt thì hàn này. Cửa hàn là cái mua. Bảo bên là cửa bên nó hàn cái cửa không hàn. Hàn sán luôn á. Hàn sán mang về khoan bỏ vào đây luôn á. Thế được. Không thì vào đây nó cũng nhau thôi mà, cái sắt trên nó hàn 200 thôi mà. Thế mình mang về hàn nó cũng khó đúng không? Nó vẫn phải mất. Bảo cứ cho anh em thôi. Không, nhưng mà họ tự hàn thì đẹp hơn. Bây giờ là cửa này sẽ lắp nhé. Cửa này bởi vì là sẽ gần phòng khách. À, tức là cửa này sẽ là bây giờ Trà San sẽ tính xem là cái chi phí có đủ không, đủ thì mình sẽ lắp hết. Lắp hết để còn nói chung là cái gì nó cũng lắp hết thì nó sẽ đẹp hơn. Cửa sổ là 3 cửa sổ, còn 1 2 3 4. À thôi. Thế thì mình để lại một cái cửa phòng nào đó. Cửa phòng đằng này để lại đi. Phòng này phải để cửa này.
Hôm nay phải đẩy cửa để con lúc mình đốt lửa thì nó, nếu mà khói thì nó sẽ không bị vào. Nó khói thì nó vào ít thôi, nhưng mà nó sẽ không bị. Tí nữa là số đo rồi mình sẽ lấy. Còn cửa bếp, cửa sổ, cửa chính. Cửa chính này thì không biết là nên lấy cửa gì đây. Chắc là cửa sát thôi trên này. Sao? Dạ. Chắc làm gần xong rồi, hơi chuột nữa. Nhưng mà bà lấy cái xô búa. Đúng rồi, để làm nhà bên kia hỏng rồi. Xin kỳ búa. Coi. Cô? Cô nghe lời không? Cô nghe lời không? Đây, ra đây. Ra đây. Đây làm việc. Ra đây làm việc nha. Cô vào đây nha. Cô muốn lắp điều hòa không? Cô muốn lắp điều hòa không? Kéo vào đây. Giúp anh kéo vào đây mình đo thử xem là lấy cửa bao nhiêu. Sao lại chú? Đây. Cô. Ra đây. Xem là bao nhiêu mét? Không bao nhiêu mét anh ạ. Cái này bao nhiêu? Không biết nói sao. Không biết nói sao à? Cái này là bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Đây cô xem thử xem cái này là số bao nhiêu. Không được nhổ. Không được nhổ. Không được nhổ. Này kéo vào. Không có ạ. Kéo vào đây, cửa sổ này. À cửa này. Cửa chính ấy. Đang xem số đấy. Cái đấy là bao nhiêu mét? Ở đây bao nhiêu mét? 60 mét. 60 mét á? Hay là 60 thôi. 6 mét. Cô cao bao nhiêu đấy? Cô bảo là 6 mét. Đây đo xem nào, cô cao bao nhiêu nào? Giống 90 mét hay là 9 mét nhỉ? 90 mét hay là 9 mét? 90 mét rồi. Đây cô xem nào, thế cô cao bao nhiêu? Đo xem nào, đo xem cô cao bao nhiêu mét. Cái gì? Đo xem mình cao bao nhiêu. Cái gì? À cô đến đây này. Cô cao bao nhiêu? Đến đây là bao nhiêu? Một trăm bốn mươi mét. tôi không biết mà quên rồi. Thế thì anh xem là bao nhiêu mét nhé. Anh cao bao nhiêu mét? Cao bao nhiêu hả? Cao bao nhiêu mét đây nha? Bao nhiêu? Xem như này này. Cái này số bao nhiêu? 100 hả? Nó thật có biết sao ấy. 160. Quên rồi à? Ôi trời mưa à? Phải không? Ôi trời mưa rồi. À xem cái gì nhá. Có cái gì ướt không nhỉ? Không có đúng không? Xì cái thứ nào ở trong cái hết đâu nhỉ? Tôi không biết mà. À bên trong thì lập mái rồi không lo. Là chờ San đang để ý xem nào. Những cái vị trí này mưa liệu rằng là nước ngấm hết vào đây nhỉ? Khó làm nhỉ? Rau ơi. Chắc phải đào một cái ránh ở đây đấy, nếu không mưa nó chả, chỗ này đang thấp ấy. Chỗ này đang thấp, mình chưa lấp đất mà. Đáng lẽ là lấp đất đến đây này thì nó sẽ cao. Chỗ đang thấp thì nó sẽ nước ngấm hết vào đây đấy. Cô thích không? Thấy nhà đẹp không? Tôi không biết cái gì cơ mấy sao mà. Cô bao nhiêu mét? 140 mét à? Wow, trời mưa rồi. Này lấy cái này bỏ vào trong kia. Bỏ vào chỗ kia. Bỏ chỗ kia cho các anh. Kéo ra xem nào. Kéo xem bao nhiêu mét. Ui cẩn thận cái. Đây này, đo là đo cửa. Đấy đo cửa xem là bao nhiêu. Giấm đầu đấy. Giấm cái đầu đấy.
Làm gì đấy? Sai sai. Nó. Cô muốn đo xem cô coi. Nó bị ở. Tao đó hay ở. Tao đó. Tao đó. Nó. Hơn nó này. Có xe. Bao nhiêu? Anh cao bằng này, cô cao bằng này. Thế cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu mét? Trời mưa rồi. Ui. Cô để vào đấy, thì có nhổ. Để vào đấy. Giao ơi. Giao. Bố có ở đây không? Anh thì bảo là cái chú này nếu mà sợ là không biết là trời mưa nó có ngấm hết vào đây không nhỉ? Con bảo là trời mưa to thì cái chỗ này đang mình chưa lấp đất, chỗ này trứng này thì nó chả ngấm hết vào đây à? Đúng không? Nước ấy. Bảo chỗ... Không, ý là ngấm hết chỗ này ấy. Chỗ này nó thấp ấy. Chỗ này đang thấp ấy, mình chưa lấp đất ấy. À, cả một cái rãnh cho nó thoát thôi. À, lúc nào lấp đất sao nhỉ? Nó chưa mua đến nói ngập ở đây. Chú ý trên này bảo là... Ê, mua trống gì cho chú mang về chứ không mua chứ. Mua gì? Trống gà đó. Sao lại mua trứng gà cho ai mang về? Ông này nó bảo là sang này có mang trống gà về cho ông mua được trống. Thế không mua à? Lại đòi quả trứng à? Không, nó bảo thấy ra là nó bảo mày bảo sang đây trống gà có mua cho nó mang về rồi mà. Nó bảo thấy nó dựa thế. Đưa cái đấy cho anh. À. Mua là mua cho con gái. Mua cho con gái là chú để cho thằng cô là. Ừ, để cho nó nấu ăn. Thằng cô là cho là một cho nó ăn nó cứ kệ, à. Cứ kệ ăn thôi. Thì cho chú để làm gì? Cho mày có mồi nhậu à? Nó nào cho nó ăn thằng này không? Có mồi nhậu à? Chú mua cho chú bị trong mà họ có không đủ mày nó ăn thằng ấy là cha nó như thế, cô cũng như thế mà. Ít quá anh ơi. Bây giờ thằng ấy bỏ cả con trâu. Thôi, chú đi về đi. Bỏ cả con trâu được. Thế là chú bổ con trâu về cho ăn. Con trâu nó ăn hết là nó không biết cái gì. Này, vừa đến đây này. Lại đòi quả trứng rồi, thật sự. Chán thật sự. Quả trứng là người ta chó săn là mua về là mua cho cô, mua cho hai mẹ con ăn. Giờ đến đây lại hỏi luôn quả trứng ở đâu. Để còn sợ là cũng cứ lo cái mùa không có mùi nhậu rồi. Thời gian sau khi mà hoàn thiện ấy, tất cả những cái cửa ở đây hoặc là tất cả những cái vấn đề giả sử như là các con ấy, thì mình đúng là hạn chế. Có dao với ly có ở đây đi nữa thì nó vẫn đang cái điều khá là trễ, dễ trở ngại. Nhưng mà là ở đây là để chăm hai mẹ con chính. Thì nếu mà như Trà San đã nói nhiều lần này, ông vẫn mình mua cái gì đấy ông cứ xuống xuống giống như kiểu mua cho ông ấy thì chết rồi, rất là khó xử luôn ấy. Trời mưa to quá các bác ạ. Đây này, cả khu vực xung quanh này trời mưa rất là to. Bây giờ thì lại không làm được việc rồi. Sợ dao đảo bữa mới là khó thôi. Còn bên trong nhà thì cũng lập nhà rồi nên làm được. Tiếp trên kìa, nhà của cô kìa. Ôi đảo bữa khó ấy, mưa. Ừ. Đúng rồi. Đảo bữa phải đeo găng tay vào. Là còn ướt hết kìa. Là còn mẹ nhéo. Chạy vào nhà xem nào. Wow. Trong này không nghe thấy tiếng gì luôn. Thấy tiếng nhỏ xíu. Chắc phải mang bữa vào trong này đảo rồi. Đảo ngoài kia không đảo được. Đang được làm hết cái này mà mua cái này đảo ngoài kia thành không? Ngoài kia khó đảo thành ạ. Ở dưới phong thủ có mưa to. Hết chưa?
Nào hay cái này nghỉ trưa. Đấy, nếu mà tôn sốt như là nghe là không ồn chút nào luôn. Nếu mà không phải tôn sốt thì ôi rồi, ngồi đây. Nghe như này là ồn ào luôn ấy. Còn khó ngủ ấy nhỉ. Đúng rồi. Bếp ướt hết rồi. Chưa lập được. Như vậy thì buổi chiều ngày nay là trời rất là mưa rồi à, tại vì đằng trước cửa mình chưa lập được cái hiên á, nên là mưa to quá nó cũng bắn vào ở trước đằng trước cửa này. Nên là ngày hôm nay thì Chào San cũng thực sự mà nói thì cũng đang xem công trình á, và chia sẻ cũng rất là vui khi mà thấy cô có thể là cái việc gọi là ưa làm trồng vườn á. Như là vừa nói Giao nói là hơn 2 năm trước cô vẫn còn đi nương, đi trồng ngô các thứ. Nên là sang năm tới sau khi mà hoàn thiện hết ngôi nhà thì Cháu San sẽ bảo gia đình Giao là cho một ít cái nương để Cháu San sẽ chỉ cô trồng ngô, trồng lúa, để rồi là sau đến mùa thì sẽ chỉ cho cô cách để là thu về. Mình coi như là bắt đầu mình làm thì mình sẽ giống như một đứa trẻ làm nhỏ, và mình phải chỉ từng chút một, làm dần dần ấy, rồi mình sẽ mới làm nhiều được. Nhưng mà không có đất thì trên này mình có thể là giả dự như là mượn đất chẳng hạn, trồng được một năm thì hai một năm. Tuy nhiên hơi khó khăn một chút là trên này đó, trồng ngô thì không được năng suất, không giống như ở những cái vùng thấp á, trồng cái ngô lai á, là rất là năng suất. Ở trên này thì giả sử như mình trồng khoảng là 10 cân rỗng thì nó giỏi là được 10-15 bao, 20 bao thôi. Nên là rất là khổ. Người dân kể cả gia đình nào cũng thế, rất là khó khăn. Nên là ngày hôm nay thì Chào San cũng xin kết thúc video tại đây nha. Xin chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe, và hẹn tất cả các bạn mọi người trong một video clip gần nhất trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao, để đồng hành, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nha. Chào tất cả ông bà các bác. Xin giới thiệu với các bác, đây là một số những cái đặc sản ở trên Tây Bắc mà Chào San đang bán cho tất cả các bác, các cô chú, các quý nhà hảo tâm. Thì ở bên cạnh Chào San gồm có hoa đu đủ được ngâm mật ong, mật ong rừng, thuốc ngủ, viêm xoang và dược hội thảo dược, và măng nữa, măng mầm. Đây là gồm có cả miến rong. Ngoài ra còn một số những cái đặc sản như là chuối hột rừng, táo mèo. Và ở hiện tại thì Chào San cũng đang chia sẻ và bán cho các bác trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Nếu mà các bác đang có nhu cầu sử dụng mua những cái mặt hàng nào, đặc biệt là như là thuốc ngủ, thuốc an thần giúp ăn ngon ngủ ngon, thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp qua hotline 0369 641 704. Và duy nhất tại cái số điện thoại đó là 0369 641 704. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ và đồng hành tiếp cùng với Chào San trên con đường thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.